bức ảnh kỳ công nhất mọi thời đại, ghép bởi ảnh chụp của kính viễn vọng Hubble trong suốt 16 năm. Video này được thực hiện bởi khoa học Vui Fun Science. Các nhà thiên văn học làm việc với kính viễn vọng Hubble mới đây đã công bố một bức hình là công trình đồ sộ chứa tới 265.000 thiên hà trong một vùng trời chỉ nhỏ bằng mặt trăng nếu nhìn từ trái đất. Bức ảnh này được ghép từ 7.500 tấm hình nhỏ, được chụp bởi kính viễn vọng Hubble trong vòng 16 năm qua, do sự vận hành của NASA cùng với cơ quan vũ trụ châu Âu. Nếu quá trình này diễn ra liên tiếp không ngừng nghỉ thì cũng mất tới 250 ngày. Không có bức hình nào có quy mô lớn như ảnh này, cho tới khi các kính viễn vọng cao cấp hơn như kính viễn vọng James Webb được xây dựng. Gad Illingworth, một nhà thiên văn của trường Đại học California, chia sẻ với báo giới. Bức hình này thuộc một dự án có tên Hubble Legacy Field, xây dựng các tấm hình độ phân giải cao bằng chĩa kính viễn vọng Hubble vào một điểm nhất định, sau đó ghép chúng lại với nhau tạo thành một tấm hình lớn. Những bức hình này sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu rõ hơn về không gian và cả thời gian. Dự án này bắt đầu từ năm 1995, sau khi kính Hubble chụp được tấm hình nổi tiếng mang tên Deep Field, là ảnh ghép của 340 hình ảnh nhỏ trong quá trình chụp liên tiếp 10 ngày. Các nhà khoa học sử dụng thuật toán để tìm ra hàng trăm thiên hà mới, chưa được quan sát bao giờ trong lịch sử. Màu sắc có trong bức hình này rộng hơn cả vùng màu nhìn thấy của mắt con người, gồm cả tia cực tím và hồng ngoại, chứa các thiên hà tối hơn 10 tỷ lần so với những gì mắt người có thể nhìn thấy được. Nhờ có khả năng nhìn ấn tượng này, kính Hubble có thể chụp lại các thiên hà các 13.3 tỷ năm ánh sáng, trong khi các thiết bị trước đó chỉ có thể chụp được các thiên hà cách 7 tỷ năm mà thôi. Bạn có thể ngắm nhìn bức hình ấn tượng tại đường link dưới phần mô tả của video này. Nhớ ấn nút đăng ký trở thành thành viên để nhận video mới nhất từ Khoa học Vui Fun Science nhé các bạn. Hãy like và chia sẻ video này nhé.